light as a cloud. Good new. Mighty and Slayers have appeared. Our middle lane power. An enemy has been defeated. You have defeated an enemy. Good new. The iron defense line has disappeared. Double Sending kill. The ballista. Triple kill. An ally has been defeated. An ally has been defeated. An enemy has been defeated. Onslaught! You are on the red team. Ok, chào toàn thể anh em đến với channel của chúng ta. Trong clip này thì mình sẽ làm về biểu tượng Volcat ở mùa 2024. Đối với Volcat thì là một biểu tượng anh em có thể mang đi rừng, đi top hoặc là thậm chí đi AD vẫn được. Volcat là một biểu tượng khỏe nha, khả năng can quét được, nhưng mà gặp các chất tướng cơ động thì sẽ hơi khó chơi. Gặp những chất tướng kèm cơ động thì sẽ rất dễ, có thể can quét tốt được. Còn gặp những chất tướng thuộc dạng mà cỡ đồng bay nhảy thì Volcat cũng sẽ hơi khó. Thì trong clip này mình cũng sẽ phân tích cho anh em về chất tướng Volcat cũng như trang bị bảng ngọc và phù hiệu dành cho vị tướng này, thì anh em cùng mình theo dõi. Và nếu thấy clip này hay hữu ích thì đừng quên để lại cho NMH một like, một đăng ký kênh Đồ Tinh Thần. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Rồi, đầu tiên thì ta nói về chiêu thức một tí. Vì chiêu thức thứ nhất của vị tướng Volcat thì anh em sẽ gọi là vung đáo hoặc là gây đột ra sát thương vào mục tiêu và làm choáng. Anh em nên nhớ là lúc trước thì anh em phải sử dụng chiêu 2, chiêu 1 thì khi đó mới có thể làm choáng được đấy. Còn bây giờ thì anh em sử dụng chiêu 1 luôn có thể làm choáng. Cái này thì cũng gọi là điểm tăng sức mạnh 6 được cái bản cập nhật trước đó. Chiêu thức thứ hai thì vị tướng Volcat đó là sẽ sử dụng theo hướng chỉ định trúng mục tiêu thì sẽ đó là gây sát thương, có một cái dấu ấn vào mục tiêu. Và anh em có thể sử dụng, khi mà sử dụng trúng mục tiêu thì anh em có thể sử dụng thêm một lần nữa để Volcat tiến tới đó là tướng địch. Còn về chiêu cuối thì anh em cưỡi ngựa đây, huy ngựa lên tăng tốc độ di chuyển, đòn đánh thương thì sẽ gây sát thương và hồi phục máu bằng trụ trời luôn anh em ạ. Đạp xuống ôi con tí máu, ui bia Enzo của tém đi quật lại rồi. Và mình lên bảng điểm số. Bo thì ăn được mạng của xà thủ. Vậy là cũng được. Ui, double kill. Bo tém mình liệu có lùi về được hay không? Bo đang bị được khống chế. Bo chưa lên được level 4. Bo bị đó là Enzo quật lại và triple kill dành cho Enzo. Lỗ thế đây anh em ạ. Ăn được cò xà thủ của tém bên bàn. Nhưng mà cuối cùng thì tém mình lên bảng điểm số 3 người luôn. Và đó thì mình cũng hơi hổ báo nữa. Violet của tém địch chát gọi là bắn trù nè. Một phát trao đổi lỗ rồi. Thì chúng mình chơi Volcat rồi chơi cả vị tướng đấu sĩ khỏe, mình cũng hơi hổ báo anh em ạ. Nhiều lúc thì cũng là ok, nhưng mà nhiều lúc thì cũng sẽ gọi là hơi khoái một tí. Thì cái gì cũng vậy thôi. Đôi lúc thì cũng tạo ra những highlight đẹp mặt, nhưng mà đối phá gọi là cũng có những phá gọi là xử lý thì gọi là lên bảng điểm số một cách làng xẹt. Đối với vị tướng Volcat thì khi anh em gọi là cưỡi ngựa lên ngựa thì anh em cứ gọi là dí vào tướng địch và đánh tướng địch dành cho mình nhé. Vừa đó là gây sát thương lớn và hồi phục máu. Bên cạnh đó khi xuống ngựa thì cũng giúp đó là vị trí của Volcat sẽ được là bất tử nữa. Rồi pha này thì dí này, chiêu một này lướt đã bắt luôn này, chạy đâu ná nó cơ đồng hơn anh em ạ. Dì theo ná đấy, dì theo ná đấy, ná nó cơ đồng quá. Thôi ăn tạm con bua này cũng được, chứ để đuổi theo ná thì rất khó. Nó lướt qua tường phát là mình bất lực luôn. Rồi chiêu 1, chiêu 2 dính vào rá này, tiếp cận này, đánh một phát làm choáng này. Rá của tay bên bàn khá là thấp máu. Mình lùi lại một tí nhá. Rồi lại có giáo tránh, ná của tay bên bàn lại lượt về rồi. Ná thì nó rất cơ đồng luôn anh em ạ. Té mình thì lên bảng điểm số. Rồi pha này dính vào xà thủ rồi, đánh phạt làm choáng, ăn được mang xà thủ té bên bàn. Rồi ná đấy, chiêu 2 dính, tiếp cận, ăn được mang của
đó là nát sử dụng chiêu cuối và phải đó là xuống ngừa ngay và tripper cứu dành cho mình. Máy của anh em ạ, vừa hồi chiêu cuối á. Và khi mình xuống được ngừa thì có khả năng bất tử nên là áo nhảy được ra phá đó. Và lùng được đó là cái tripper cứu khá là thơm thót. Thấp máu nhưng mà cuối cùng thì cải kết lại ngon anh em ạ. Thì đôi lúc là vậy á, đôi lúc thì nhiều khi thắng bài nó tài một tí máu thôi. Và đó mình mà bị sốc đám phạt hoặc là chiêu cuối hồi trước kịp phạt là mình bay mau rồi. Hoặc là chưa xuống ngừa kịp phạt là cũng bay mau, nên là nhiều khi thắng bài gọi là tài một giấy á. Bây giờ thì đang thấy tầm nhìn của xà thủ tém bên bàn mình ăn cục máu này nhá. Rồi, ê, đuổi theo luôn anh em ạ. Mình bật chiêu cuối đuổi theo luôn. Khi đuổi theo anh em cứ dí và đánh thương nhá. Đây, dí và đánh thương này. Giúp anh em gây sát thương và hồi phục máu đây. Anh em thấy chưa? Mình gần đây cây máu rồi. Đạp xuống một phát và anh em thấy thì tiền đó là vị trí xa thủ tém địch lên bảng điểm số. Và lượng máu của mình thì lại được hồi đó rất chứ là nhiều nữa. Đó, thì khi lên ngừa thì anh em cứ dí vào đó là tướng địch, gọi là xả sát thương dành cho mình. Càng về 6 thì sẽ đám đó là sẽ càng to. Về cách chơi của Volka thì là như vậy thôi. Nói chung anh em cứ làm sao cứ sử dụng chiêu 2 trúng tướng địch cho mình phạt rồi tiếp cận. Rồi sử dụng chiêu 1 để làm choảng là tướng địch và gây sát thương. Còn chiêu cuối thì bật một cách hợp lý, sau đó thì sẽ đó là can quét và đuổi theo là xả sát thương đó là vào tướng địch thôi. Cũng khá là đơn giản về bộ chiêu thức anh em ạ, không có gì khó cả. Thì mình cũng đã nói rồi, nếu mà gặp những chất tém tướng kém cỡ đồng thì vốn cát can quẹt ra bắt sẽ cực kỳ là dễ. Còn gặp những chất tướng mà cỡ đồng thì sẽ hơi khó. Và một điểm yếu nữa là anh em khi lên ngừa thì anh em cân xuống được ngừa nhá. Xíu nữa mình sẽ đóng đó là cái liềm đập mạnh sớm. Tránh trường hợp nhiều khi gọi là vốn cát bị gãy trên lưng ngừa, không kịp xuống ngừa để có khả năng bất tử. Thì đó là những điểm anh em cần lưu ý khi chơi vì tướng vốn cát. Còn vị tướng này thì vẫn là một vị tướng khỏe, có khả năng can quẹt tốt, hồi phục tốt, sát thương tốt. Tất nhiên như mình đã nói thì bắt những vị tướng cỡ đồng thì sẽ hơi khó. Đây, bây giờ thì có một phá giáo tránh. Enzo thì FP nên là mình cũng chả mắn mà. Hôm nay mình cười ngừa luôn này, quạt này, quạt này, quạt này, quạt này. Bị quật lại này, quạt này, ăn được một người này, xuống bất tử này, ăn được hai người này, ba người này. Ngon ngay anh em ạ. Ui, vẫn bị Enzo lùng cái màng chấm dứt kia, tiếc nha. Tí nữa là mình chạy được rồi. Nhưng mà cuối cùng thì đám của Enzo vẫn ăn được màng của mình, mất đi cái màng chấm dứt. Tất nhiên thì đó cũng là lợi thế dành cho team mình, không sao cả. Về phần trang bị thì mình sẽ lấy những món đồ như sau. Đầu tiên thì đi rừng sẽ lấy kiếm truy hồn đi rừng. Thứ hai thì sẽ dây kiến cương càng yêu khống chế. Thứ ba thì thương lóng giảm giáp giảm thời gian hồi chiếu. Thứ tư thì liêm đoạt mệnh thì giúp đó là vốn cát sẽ bất tử. Thứ năm thì sẽ lên đó là cái phức hợp kiếm. Cuối cùng thì sẽ lên cái nánh gia tăng thêm 200 công vật lý và máu đối phương dưới 50% máu trừ thêm 30% sát thương. Với cái liêm đoạt mệnh mình lên sớm ấy, xíu nữa mình lên được cái liêm đoạt mệnh thì chắc chắn là mình sẽ xuống được ngừa nhá. Không sợ tướng địch sốc đám. Về phù hiệu thì sẽ sử dụng đấu khí thì sẽ giúp đó là vốn cát hồi phục tốt hơn. Còn về bảng ngọc dành cho vốn cát thì sẽ sử dụng bảng ngọc như sau. Ngọc đỏ đó là 3 viên chỉ mạng và 7 viên công vật lý xuyên giáp. Ngọc tím công vật lý tóc chảy và ngọc xanh công vật lý và xuyên giáp. Như thổi. Đó là trang bị bảng ngọc và phù hiệu dành cho đó là vị trí của Volcat. Bây giờ tém mình bảo ăn kính công và ép, ok. Ủ xà thủ ơi hỗ trợ với này. Tốc độ ăn mục tiêu của mình thì cũng không phải là nhanh anh em ạ. Tém địch thì đang núp ấy. Ui, và này vẫn ăn được ta thân. Mình quạt được một phát ăn được một người rồi dì theo luôn anh em nhé. Đấy, khi anh em bật chiêu cuối anh em cứ dì theo luôn. Đây, ăn được hai người luôn anh em ạ. Double kill dành cho mình và chắc chắn thì tấn công lên luôn thôi. Lần này thì nói chung những phá hổ bảo sau thì ổn.
Rồi, không có lý do gì là không tổng tấn công cả. Na tới bên bàn thì đang đẩy lẻ có về không chỉ lập thua luôn Na này. Na tới bên bàn ăn được màn của siêu Việt ra tay mình rồi. Nhưng mà mình sẽ đó là cười ngừa không cho tem địch đẹp trù luôn nhá. Cười ngừa này. Mình có liêm đợt mình xuống ngừa này. Ok, khá là thấp máu vào là tem địch phải bỏ chạy rồi. Tem mình thì đang công trù và kết thúc trận đấu luôn anh em ạ. Cảm ơn anh em đã theo dõi clip nhá. Bye bye.